Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kèo khá là tiềm năng Đây là kèo coi ví Bitgut Hiện tại thì con này nó đã có app ví để cho chúng ta tải về sử dụng và ví của nó rất là mượt Nhưng bây giờ thì nó ra thêm một cái dự án Airdrop ở trên Telegram Và hiện tại đã có hơn 8 triệu người tham gia Kèo này thì nó mới chạy được có ít ngày thôi Thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ làm sớm để chúng ta nhận thêm cái phần thưởng của cái dự án này ở đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video tiếp theo thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái giao diện như này và chúng ta sẽ nhấp vào mục tạo ví này cái ví này nó sẽ khác cái ví mà các bạn đang sử dụng ở trên máy khi mà các bạn tải app về sử dụng ví đấy là ví riêng thế còn ví này là ví ở trên nền tảng telegram là ví mới các bạn nhé ở đây thì các bạn sẽ đặt mã pin hay còn gọi là mật khẩu và cái này các bạn lưu ý là cần phải ghi chép ra sổ cẩn thận để tránh trường hợp lần sau các bạn vào các bạn quên thì sẽ không thể đăng nhập được. Mật khẩu gồm có 6 số thì các bạn tự đặt cái số dễ nhớ nhé. Sau khi các bạn đặt mật khẩu xong lần 1 thì chúng ta sẽ đặt lần 2. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ một lúc cho hệ thống nó nát và nó tạo ví cho chúng ta. Như vậy nó đã tạo ví xong rồi và chúng ta sẽ vào được bên trong giao diện của ví. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ để nhận phần thưởng thì ở đây nó sẽ có cái mục nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nhấp vào đây. Tiếp theo ở đây có cái ngón trỏ nó đang bấm vào màn hình này, chúng ta sẽ bấm vào đây để cho nó khai thác. Một phiên khai thác của con này kéo dài là 6 tiếng và cái số tôi cần chúng ta kiếm được nó sẽ hiển thị ở góc bên này nhé. Mình thấy 6 tiếng thì nó kiếm đâu đấy khoảng tầm 40 hay là 50 cái đồng token gì đấy và khi chúng ta vừa mới đăng ký qua link của mình ý, thì các bạn sẽ nhận được thêm là 200 cái đồng token nó sẽ hiển thị ở góc trên này đây là những cái tài khoản mới đăng ký qua link nhé rồi tiếp theo thì dưới này nó sẽ có rất nhiều những cái nhiệm vụ để chúng ta tham gia đây ví dụ như là các bạn follow tài khoản telegram này rồi là tài khoản twitter này đây chúng ta sẽ nhấp vào đây nhé mỗi một cái nhiệm vụ này sẽ tương ứng là 100 cái điểm point này Hiện tại thì mình không hiểu sao cái tài khoản X của mình mấy hôm nay nỗi nó không vào được Nhưng các bạn chỉ cần nhấp vào thôi là chúng ta cũng nhận được phần thưởng nhé Đây chúng ta chờ một nút cho nó nát này Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ roi vào cái mục Telegram của dự án này Chúng ta sẽ nhấp vào mục tham gia Các bạn có thể là thả nai thả tim ở đây cũng được này Rồi sau đó thì chúng ta nhấp vào quay trở lại cái ví này Và ở đây thì nát nữa nó sẽ hiển thị lên cái mục chúng ta làm để nhận phần thưởng ở đây nó có cái mục là thêm tài sản trị giá 20 đô vào ví của bạn đấy. Ví dụ như các bạn nạp cái đồng coi nào vào cũng được thì các bạn sẽ nhận được là 1000 cái điểm point ở đây. Rồi cái nhiệm vụ chúng ta vừa làm xong chờ một lúc hệ thống nó sẽ hiển thị lên chữ nhận. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ nhận để nhận 100 cái đồng tiền thưởng đây nhé. Rồi tiếp theo thì tải ứng dụng ví Bitgert này, các bạn nhấp vào bắt đầu. Nếu các bạn đã tải rồi thì vẫn nhấp bình thường, nhấp vào đấy xong chúng ta ấn quay trở lại rồi chúng ta nhấp vào dấu x này quay trở lại một lúc là nó sẽ cho chúng ta nhận nhé nhận phần thưởng con này thì những cái nhiệm vụ của nó khá là dễ chỉ cần roi vào và nhấp vào thôi là được rồi Tiếp theo thì đến cái mục BitGuard quan s Card này cái này hầu hết là những cái nhiệm vụ dễ làm kể cả này các bạn không làm được chỉ cần nhấp vào thôi nó cũng cho các bạn nhận phần thưởng nhé sao lưu cụm từ ghi nhớ để bảo mật ví của bạn khi mà chúng ta tạo ví này ấy, thì nó chỉ hiển thị nên cái cài đặt mật khẩu thôi nó chưa hiển thị cái 12 cụm từ ví thì các bạn muốn nhận được phần thưởng 200 cái đồng token này thì chúng ta sẽ nhấp vào mục bắt đầu sau đó thì các bạn sẽ ghi chép cẩn thận cái cụm từ ví này ra sổ nhé để sau này các bạn còn đăng nhập vào đấy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng ở chỗ này nó sẽ là mục bảo mật cho nên là mình sẽ không mở ra rồi tiếp theo thì thêm tài sản này tải xuống cái bitgirt này mình vừa nhấp vào mình không cần tải thôi mình vẫn nhận được phần thưởng nhé con này thì những cái nhiệm vụ của nó khá là dễ sau khi mình làm vài cái nhiệm vụ thì mình đã nhận được là 700 cái đồng token thưởng của dự án này rồi tiếp theo thì ở đây còn khá là nhiều nhiệm vụ cho chúng ta tham gia này đây cái này chúng ta sẽ nhấp vào đây để nhận phần thưởng này rồi tiếp theo thì đến cái mục này nhé, nhận 200 này chúng ta nhấp vào mục bắt đầu này vào cái mục này thì nó còn khá là nhiều nhiệm vụ nhé. mỗi một nhiệm vụ thì sẽ được 20 này, 10 này. Đấy, chúng ta sẽ tranh thủ làm hết những cái nhiệm vụ này. Cái kèo này thì mình thấy khá là ngon, nói chung là chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, nó không cần phải cào bới gì như những cái dự án khác. Nếu như bạn nào xem được video này, chúng ta tranh thủ làm sớm và hãy nhấp vào link bên dưới video để chúng ta tham gia ngay. Đây là một cái kèo khá là tiềm năng. Con này các bạn muốn lấy link để đi chia sẻ thì nhấp vào chữ mời này hoặc là nhấp vào mục nhiệm vụ này nó cũng có cái mục để lấy link chia sẻ nhé. Đây khi các bạn nhấp vào nhiệm vụ này nó sẽ hiển thị lên cái mục là mời bạn bè này, chúng ta sẽ nhấp vào chữ mời hoặc là nhấp vào cái hai tờ dầu hai tờ giấy xếp chồng lên nhau đây là cái biểu tượng này. Thì là chúng ta sẽ sao chép được cái đường link và đi chia sẻ cho bạn bè tham gia cùng để hưởng thêm 10% cái thu nhập của bạn bè nhé. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.